Ngồi mà nghĩ dư đồ Hồng Lạc, ta cũng là một nước Á Đông. Xưa nay vẫn có anh hùng dọc ngang trời đất, vẫy vùng non sông. 20 triệu sĩ, nông, công, cổ, 40 muôn quốc thổ dặm vuông. Người nhiều đất rộng rõ ràng, thế mà nghĩ lại, lại càng tủi thương. Kể sao xiết trăm đường cay đắng, bởi vì ai gây dựng cho nên. Thôi đừng trách kẻ bề trên, dưới thì cũng trách ngu hèn tại ta. Đầu thế kỷ 20, có một nhà nho xứ Quảng, vì đau đớn trước cảnh đất nước lầm than nô lệ, nhân dân còn nằm trong vòng tâm tối u mê, đã quyết tự thay đổi mình, học lấy điều mới lạ văn minh xứ Tây Phương. Hồng thức tỉnh quốc dân đồng bào, mưu cầu sự nghiệp lớn giải phóng dân tộc, gây chấn động cả trong ngoài nước, để lại bài học lớn vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay. Chí sĩ đó là Phan Châu Trinh, và bài học ấy có tên là Duy Tân. Làng Tây Lộc là vùng bán sơn địa ở phía tây thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đất đai nơi đây tuy không mấy màu mỡ, nhưng cuộc sống của người dân cũng tương đối no đủ so với các vùng lân cận. Ngày xưa cạnh làng Tây Lộc có một hồ nước lớn. Cho đến nay, dân vùng này vẫn còn truyền tụng về tài sát cá của cậu Tư Trinh thuở trước. Nên mới có câu chuyện rằng, khi cậu đỗ đạt, dân làng phím bàn sẽ kính cái hồ này cho cậu để mừng ông phó bản Tân Khoa. Cậu Tư Trinh đã lấy tên làng đặt cho tên hồ, gọi là Tây Hồ. Về sau, cậu cũng dùng nó để đặt tên hiệu cho chính mình. Cậu Tư Trinh ấy tên thật là Phan Châu Trinh, tự Tử Cán, sinh năm Nhâm Tuất 1872. Thân phụ là quản cơ Sơn Phòng Phan Văn Bình, một võ quan đã tích cực tham gia phong trào Cần Vương ở Quảng Nam, bị chết oan do bị nghi ngờ phản bội. Thân mẫu là bà Lê Thị Trung, một thiếu phụ tinh thông hán học và giàu đức hạnh. Sinh ra trong buổi suy tàn của nho học, lại mồ côi mẹ ngay từ nhỏ. Cha thì mãi bận việc binh, nên chuyện học hành của cậu Tư Trinh bị sao nhãng. Lên 10 tuổi, cậu mới được vào trường EA học chữ. 3 năm sau, 1885, kinh thành Huế thất thủ, cậu theo cha lên căn cứ nghĩa quân kháng Pháp. Cơn quốc biến xảy ra chưa lâu thì cơn gia biến lại ập đến. Năm 1887, cha bị hại. Phan Châu Trinh về lại ngôi nhà xưa ở Tây Lộc, tiếp tục nghiệp bút nghiêng đã bỏ dở. Cũng từ đó, người trong làng rồi trong tỉnh dần biết tiếng cậu học trò Phan Châu Trinh học giỏi, hay thơ, hoạt bát và vui chuyện. Năm 1898, ông được bổ làm học sinh trường tỉnh của đốc học Mã Sơn Trần Đình Phong, nơi hội tụ những nhân sĩ hào kiệt của xứ Quảng khi xưa như Phạm Liều, Phan Quang, Nguyễn Đình Hiến. Đặc biệt, ông đã gặp những bạn học chí cốt cùng chung sở nguyện chí hướng với mình là Mính Viên Huỳnh Thúc Kháng và Thai Xuyên Trần Quý Cáp. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí chương về người xứ Quảng đã viết: đây là vùng đất mà đàn ông lo cày ruộng, đàn bà lo chăn tầm, núi sông kỳ vĩ thanh tú, người tư chất thông minh, kẻ sĩ trung thực, lời nói ngay thẳng. Được nuôi dưỡng bởi mạch nguồn đó, ở 3 người bạn đã hình thành nên một khí chất hơn người. Một Tây Hồ Phan Châu Trinh nồng nhiệt, táo bạo, với những lý luận sâu sắc tinh tế. Một Mính Viên Huỳnh Thúc Kháng, giàu sang không làm siêu lòng, nghèo khó không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan. Một Thai Xuyên Trần Quý Cáp, khẳng khái, thông minh, học giỏi, nhưng lận đận khoa trường. Họ đã làm nên một bộ ba xứ Quảng vang danh sử sách bởi phong trào Duy Tân chấn động trong thập niên đầu thế kỷ 20. Bộ ba xứ Quảng Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp
đều không thích lối học từ chương, sách vở sáo mòn nơi cửa khổng sân trình. Nhưng vì muốn có uy tín để thực hiện chí lớn, nên các ông mới theo nghiệp khoa cử bút nghiêng. Năm 1900, Phan Châu Trinh đỗ cử nhân, năm sau đậu phó bảng, đồng khoa với tiến sĩ Ngô Đức Kế và phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Khoảng thời gian này, người anh cả Phan Văn Cừ mất, Phan Châu Trinh về quê nhà để tang anh và dạy học. Từng cùng cha tham gia kháng Pháp trong nghĩa hội Quảng Nam, hưởng ứng lời kêu gọi cần vương của vua Hàm Nghi và Tôn Thức Thuyết, Phan Châu Trinh đã tận mắt chứng kiến kết cục đau thương của những phong trào theo con đường này. Về sau, khi có dịp ra Bắc, ông cũng đã tìm gặp Hùng Thiên Yên Thế, Hoàng Hoa Thám để tìm hiểu con đường cứu nước của nhân vật lừng lẫy này. Phong trào cần vương bị thực dân Pháp dìm trong biển máu, các cuộc khởi nghĩa theo xu hướng bạo động khác cũng lần lượt bị dập tắt. Trong bối cảnh đó, Phan Châu Trinh nghiệm ra rằng bất bạo động, bạo động tắc tử. Và điều đó đã thôi thúc ông tìm kiếm con đường cứu nước mới, khác xa con đường mà cha mình và các bậc tiền bối đã lựa chọn. Năm 1903, Phan Châu Trinh được bổ làm thừa biện bộ lễ tại Kinh Đô Huế, cùng với Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, đỗ tiến sĩ năm 1904. Phan Châu Trinh nhận thấy sự bất lực thối nát của triều đình giữa lúc non sông ngã nghiêng rên xiết dưới bàn tay đô hộ của thực dân. Trong lúc đó, cả một làn sóng tân thư tràn vào Huế như cơn thác lũ, mở ra chân trời mới mẻ chưa từng có. Các sĩ phu như mở rộng tầm mắt, bước ra khỏi tâm tối của ý thức hệ phong kiến. Bộ ba sứ quản đã hào hứng tiếp nhận các tân thư ấy. Từ cuốn Nhật Bổn Tam Thập Niên Duy Tân Sử, Đại Đồng Thư, Tân Dân Tùng Báo, từ Nhật Bản, Trung Quốc đến những tác phẩm mang tư tưởng cách mạng của Rousseau, Montesquieu, Voltaire ở tận trời Âu. Tháng 7 năm 1904, Phan Châu Trinh gặp Phan Bộ Châu, hai ông đã tranh luận sôi nổi về chí hướng của mình. Phan Bộ Châu chủ trương tôn quân và bạo động, Phan Châu Trinh chủ trương bất bạo động, chú trọng việc giác ngộ quần chúng. Sau cùng, hai ông đã trở thành đôi bạn tâm đắc, dù không cùng chí hướng trên con đường lập thân cứu nước. Năm 1905, Phan Châu Trinh treo ấn từ quan, cùng Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Nam Du để bắt mạch sĩ khí dân tình, cổ động Duy Tân. Đến Bình Định, gặp Kỳ Trường Thi đang mùa khảo hạch, bộ ba đã cải trang vào dự. Bài Phú, Lương Ngọc Danh Sơn và bài thơ Chí Thành Thông Thánh của bộ ba ký tên chung là Đào Mộng Giác, phê phán giáo dục lạc hậu, kêu gọi sĩ tử hãy thức tỉnh lo giải phóng giống nòi đã khiến Trường Thi dậy sóng. Khi các quan tỉnh hoảng sợ, ráo riết truy tìm tác giả, thì bộ ba đã rời Bình Định. Lúc ngang qua Vịnh Cam Ranh, thấy chiến hạm Nga ghé vào neo đậu, ba ông giả dạng bán buôn để thăm chiến hạm, tận mắt mục sở thị khoa học kỹ thuật phương Tây. Sau đó, ba ông lần lượt kết giao với các nhân sĩ tiến bộ, cùng họ lập cơ sở Liên Thành và Trường Dục Thanh tại Bình Thuận để tuyên truyền cổ động Duy Tân. Phan Châu Trinh trở thành diễn giả chính trong các buổi nói chuyện, phổ biến những tư tưởng mới về dân chủ tự cường. Trở về sau cuộc Nam Du không bao lâu, đầu năm 1906, Phan Châu Trinh lại ra Bắc. Mảnh đất Thăng Long, Hà Nội nghìn năm văn hiến nay vẫn là chốn hội tụ của những danh hào nhân sĩ tiến bộ trong cả nước. Vào thế kỷ 11, vua Lý Thánh Tông và vua Lý Nhân Tông cho xây dựng văn miếu Quốc Tử Giám trên đất Thăng Long với mục đích biểu dương việc học và đồng thời cũng đánh dấu vai trò của nho giáo với nước nhà. Bốn thế kỷ sau, vua Lê Thánh Tông cho lập bia tiến sĩ đề danh với quan điểm trọng dụng nhân tài bất hủ. Hiện tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Sang đầu thế kỷ 20, hiện tài vẫn là nguyên khí của quốc gia. Có khác chăng, việc học hành khoa bảng ngày trước theo hệ tư tưởng nho giáo phong kiến đã lỗi thời,
không thể làm cho đất nước hưng thịnh để đương đầu với khoa học kỹ thuật hiện đại của phương Tây. Cũng vì lẽ đó, Phan Châu Trinh đã tìm gặp các nhân sĩ tiến bộ như Lương Văn Can, Đào Nguyên Phổ, Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế, vận động họ cùng tham gia phong trào Duy Tân. Đi tới đâu, ông cũng đề xướng tân học, cực lực đả kích chốn quan trường tham lam và những kẻ hủ nho. Bởi sau cuộc Nam Du, Phan Châu Trinh nghiệm ra rằng người dân Nam vẫn một lòng yêu nước. Chỉ có chế độ quân chủ quan liêu với hệ thống khoa cử lỗi thời đã làm lụng bại quốc gia. Bởi vậy, việc đầu tiên là phải đánh tan tư tưởng quân chủ cổ hủ, đánh tan giấc mộng khoa cử, mới mong phục hồi hồn nước, hòng giành lại độc lập tự do. Cùng lúc đó, giới trí thức Hà Nội đang xôn xao với phong trào Đông Du do Phan Bội Châu khởi xướng. Dù không đồng ý với quan điểm cứu nước của Phan Bội Châu là tôn quân bạo động, nhưng Phan Châu Trinh vẫn tán thành phong trào xuất dương du học. Và ông cũng bí mật tìm đường sang Quảng Đông Trung Quốc, gặp Phan Bội Châu, rồi cả hai cùng lên tàu sang Nhật. Tại đây, Phan Châu Trinh đã tiếp xúc với nhiều nhà cải cách chính trị của Trung Quốc, Nhật Bản và nghiên cứu cuộc Minh Trị Duy Tân, tham quan các học đường, khảo sát công cuộc chính trị, giáo dục tại Đông Kinh, Tokyo. Phan Châu Trinh nhận xét, trình độ quốc dân Nhật như thế mà trình độ quốc dân ta như vậy thì không thể thoát kiếp nô lệ được. Thời gian này, ông đã nhiều lần cùng Phan Bội Châu luận bàn sách lược cứu nước nhưng vẫn không thống nhất quan điểm. Cuối cùng, Phan Châu Trinh kết luận đưa học sinh Việt Nam vào trường Nhật là sự nghiệp lớn của Phan Bội Châu, còn ông sẽ về nước khởi xướng dân quyền. Dân đã biết có quyền thì việc khác đều có thể tính được. Mùa hè năm 1906, Phan Châu Trinh về nước. Đầu tiên, ông gửi đến toàn quyền Pol Pot một bức thư chữ Hán, tức đầu Pháp chính phủ thư, vạch trần chế độ phong kiến thối nát, yêu cầu nhà cầm quyền Pháp sửa đổi chính sách cai trị, giúp người Việt Nam từng bước tiến đến văn minh. Tuy nói là ỷ Pháp cầu tiến bộ, nhưng Phan Châu Trinh lại đề cao việc tự lực khai hóa. Ông đã cùng Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp đi khắp tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận để vận động Duy Tân, kiên trì giáo dục dân chủ, dân quyền, lấy chủ thuyết tam dân, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh làm nền tảng. Phương thức hoạt động là công khai, bất bạo động, cải cách trên mọi lĩnh vực, phát động phong trào học quốc ngữ, bỏ lối học từ chương, mở mang công thương nghiệp, chấn hưng công nghệ, bỏ mê tín dị đoan, kêu gọi mặc âu phục, cắt tóc ngắn. Với phong trào Duy Tân, Phan Châu Trinh đã tạo ra bước đột phá chưa từng có trong lịch sử tư tưởng dân tộc. Không chỉ vì trật tự phong kiến đã tồn tại lâu đời, mà còn trong bối cảnh thực dân Pháp cố tình duy trì trật tự đó để làm công cụ áp chế nhân dân ta. Sang đầu thế kỷ 20 á, thì chúng ta thấy với cụ Phan Châu Trinh thì có một cái điều rất mới là có một cái học thuyết mới. Và như vậy, những người Quảng Nam lúc bấy giờ, cái học thuyết mới này, một cái học thuyết mà tôi cho là phi truyền thống và một học thuyết triệt để đổi mới, mà nói như cố học giả Nguyễn Văn Xuân á, là đảo lộn ngai vàng, đảo lộn khổng mạnh, đảo lộn học vấn, đảo lộn phong tục tập quán. Quê nhà Quảng Nam của bộ ba xứ Quảng là nơi khởi phát đầu tiên của phong trào Duy Tân, được chính thức bắt đầu từ tháng 4 năm 1904, cùng với sự ra đời của trường Tân học Phú Lâm. Đến đầu năm 1908, số trường Tân học đã lên đến con số 100, phục vụ cho việc khai dân trí. Các sĩ phu còn lập hẳn một hội để đi khắp các làng quê diễn thuyết về sự cần thiết phải khai trí, trị sinh, tịnh xa, sùng kiệm, kêu gọi tự lực tự cường, nêu cao ý thức dân chủ, dân quyền, phát động sản xuất, kinh doanh theo tinh thần dĩ thương hợp quần, dĩ nông hợp quần. Từ Quảng Nam, phong trào nhanh chóng lan rộng khắp ba kỳ, được nhân dân hưởng ứng rầm rộ. Chọn mảnh đất nào để phát huy, lúc bấy giờ các cụ nhận thức rằng muốn phát huy được cái tư tưởng của mình, để muốn mà quảng bá nó ra cho toàn dân, thì
ở tại địa phương Quảng Nam không thôi thì khó. Thì khó. Vì sao? Vì Quảng Nam không phải một trung tâm kinh tế lớn, không phải một trung tâm văn hóa lớn, cũng không phải là một trung tâm chính trị. Thế chọn đâu? Thông thường thì chúng ta nói là chọn kinh đô. Thế kinh đô Huế thì thưa rằng kinh đô Huế là cơ quan đầu não của chế độ phong kiến Việt Nam. Thì các quan lại lúc bấy giờ trong suy nghĩ vẫn còn nặng nề, rất khó hít vào đối với những cái tư tưởng cải cách đổi mới mà đến mức độ triệt để như vậy. Cụ Phan Trinh nghĩ phải quay ra Hà Nội, bởi vì dẫu sao mà nói Hà Nội là một cái trung tâm của miền Bắc Việt Nam, trung tâm văn hiến ngày xưa, và Hà Nội cũng là nơi cái mà toàn quyền Pháp đóng ở đó. Hà Nội không chỉ có cái giới quan lại Pháp mà còn có những trí thức Pháp, đặc biệt Hà Nội có những chí sĩ yêu nước mà cái trình độ học vấn của họ rất cao. Sau khi từ Nhật trở về, tại căn nhà số 4 phố Hàng Đào, Hà Nội, Phan Bộ Châu, Phan Châu Trinh cùng các nhân sĩ Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Tăng Bạc Hổ họp bàn và thống nhất thành lập trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Trường chính thức đi vào hoạt động tháng 3 năm 1907 và sau đó mở rộng ra thành một phong trào sôi nổi ở xứ Bắc Kỳ, dựa trên mô hình Khánh ứng Nghĩa Thục của Nhật. Mục đích của Nghĩa Thục là khai dân trí, mở những lớp học không lấy tiền, tổ chức những cuộc diễn thuyết để trao đổi tư tưởng và cổ động quần chúng. Cũng giống như các trường tân học ở Quảng Nam, các trường nghĩa thuật tại Hà Nội ra đời theo chủ thuyết duy tân của Phan Châu Trinh. Và đồng thời, Phan Châu Trinh cũng trở thành người tích cực tham gia diễn giảng tại đây. Ông còn đi diễn thuyết ở một số tỉnh phía Bắc như Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình. Vậy nên mới có việc 182 người dân Thái Bình ký tên vào đơn kêu oan cho ông gửi đến thống sứ Bắc Kỳ về sau này. Cùng với những tin tức về phong trào duy tân ở khắp Ba Kỳ, hồ sơ mật về một nhân vật phó bản Phan Châu Trinh, quê ở Tây Lộc, phủ Tam Kỳ, Quảng Nam đã được thiết lập trong sở mật thám phát. Các báo cáo về hoạt động của nhân vật này liên tục được gửi về phủ toàn quyền Đông Dương tại Hà Nội. Cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp bắt đầu khai thác thuộc địa. Dân chúng phải nai lưng đóng thuế, đi phu, đi lính vô cùng khốn đốn. Trong bối cảnh đó, phong trào duy tân do Phan Châu Trinh khởi xướng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tư tưởng dân quyền cùng việc khai hóa dân trí đã tác động không nhỏ đến tinh thần và sự hiểu biết của dân nghèo. Từ đây đã khởi phát một phong trào chống đi phu, đòi giảm sưu, giảm thuế quyết liệt mà người Pháp gọi là Trung Kỳ Dân Biến năm 1908. Về sau, Phan Châu Trinh đã tổng kết phong trào này qua tác phẩm Trung Kỳ Dân Biến Thỉ Mạc Ký. Phong trào khởi phát tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam, rồi nhanh chóng lan rộng khắp xứ Trung Kỳ. Dù đã dự đoán trước, nhưng khi cơ sự xảy ra, thực dân Pháp vẫn không khỏi sửng sốt. Công điện ngày 1 tháng 4 năm 1908 của khâm sứ Trung Kỳ gửi toàn quyền Đông Dương nhấn mạnh: "Tôi không gần ngại khẳng định y, chỉ Phan Châu Trinh là người chủ mưu thực sự gây ra sự rối loạn này." Vì lẽ đó, Phan Châu Trinh bị bắt tại Hà Nội, bị giải về Huế và sau đó đẩy ra Côn Đảo với án trảm giam hầu, lưu tam thiên lý, ngộ xá bất nguyên. Chém nhưng giam lại, đầy xa 3.000 dặm, gặp ân xá không cho về. Tháng 4 năm 1908, Phan Châu Trinh bị giải đến Côn Đảo, địa ngục Trần gian với chế độ giam cầm, tra tấn hà khắc. Những người bạn chí cốt của ông như Thái Xuyên Trần Quý Cáp chịu án chém ngang lưng và Mính Viên Huỳnh Thúc Kháng cũng bị lưu đày tại đây. Những tháng ngày khổ ải, nhục hình trong tù, chí khí của người con xứ Quảng vẫn ngùn ngụt dâng cao. Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, lưng lẫy làm cho lỡ núi non, sạch búa đánh tan năm bảy đống, ra tay đập bể mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, mưa nắng chi sờn dạ sắc son. Những kẻ phá trời khi lỡ bước, gian nan nào xá sự cỏn con. Nhờ dư luận trong nước và có sự vận động của Hội Nhân Quyền ngay trên đất Pháp, tháng 8 năm 1910, Phan Châu Trinh được ân xá về đất liền.
nhưng buộc phải xuống Mỹ Tho chịu sự quản thúc. Không khuất phục, Phan Châu Trinh viết thư cho toàn quyền Đông Dương, đòi được sang Pháp hoặc trở lại Côn Đảo, chứ nhất định không chịu bị giam lỏng. Năm 1911, Phan Châu Trinh và con trai Phan Châu Vật lên đường sang Pháp, để lại quê nhà, người vợ kết tóc xe tơ từ thuở đôi mươi cùng hai người con gái. Những tài liệu mật, thủ bút của Phan Châu Trinh thời kỳ 14 năm ở Pháp đã được cháu ngoại ông là bà Phan Thị Minh nhiều lần sang Pháp sưu tầm và đem về gìn giữ. Đây là bản Thất Điều Trần, một thời gây xôn xao dư luận Pháp, được Phan Châu Trinh soạn thảo để vạch tội Khải Định khi ông ta sang dự cuộc đấu xảo Marseille. Hành động này nằm trong chuỗi những hoạt động yêu nước mà Phan Châu Trinh đã thực hiện trên đất Pháp, như gửi Hội Nhân quyền Pháp bản điều trần về vụ trấn áp người dân chống sưu thuế Trung Kỳ, nhờ Đảng Xã hội Pháp can thiệp giảm án cho các đồng chí của mình, tiếp xúc với các nhân vật cấp cao ở bộ thuộc địa Pháp để đưa những dự án cải tổ chính trị ở Việt Nam. Bởi Phan Châu Trinh cho rằng nước Pháp là gốc của nhân quyền, và việc đến xứ người của ông không nằm ngoài mục đích vận động cải cách. 14 năm, dù phải mưu sinh bằng lao động tay chân, sống một cuộc đời cơ cực, nhiều khi đói lạnh tả tơi, nhưng Phan Châu Trinh không lúc nào thôi hăng hái hoạt động ái quốc. Dần dần, ông nhận ra bản chất thật của nhà cầm quyền Pháp và bắt đầu có những thay đổi trong tư tưởng lớn của mình. Cuối cùng, ông kiên quyết đấu tranh để được chính phủ Pháp cho về nước, với tâm nguyện như trong một bức thư gửi Nguyễn Ái Quốc: một khi mà tôi đặt chân lên quê hương xứ sở, tôi nguyện đem hết nghị lực bình sanh mà thức tỉnh dân khí Ba Kỳ, đồng tâm hiệp lực đạp đổ cường quyền áp chế. Thời gian sống trên đất Pháp, Phan Châu Trinh đã trở thành hạt nhân của nhóm những người Việt Nam yêu nước với tên gọi Ngũ Long, gồm Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Tất Thành. Cùng với những nhân vật này soạn thảo bản Yêu sách của nhân dân An Nam, gửi tới hội nghị Versailles, ký tên chung là Nguyễn Ái Quốc, và đã gây một tiếng vang lớn. Trong cuộc đời hoạt động của mình, Phan Châu Trinh đã nhận được sự giúp đỡ tích cực từ những người bạn Pháp ngay khi còn ở Việt Nam và cả trên đất Pháp. Đầu tiên là ký giả Ernest Babut, chủ nhiệm tờ La Nam Đại Việt Tân Báo ở Hà Nội, người có chân trong Hội Nhân quyền Pháp, đã can thiệp và đòi chính phủ trả tự do cho Phan Châu Trinh khi ông bị giam giữ tại Côn Lôn. Kế đến là chính trị gia Marius Mute, người đã can thiệp để trả tự do cho Phan Châu Trinh khi ông bị giam trong ngục La Santé ở Pháp vì từ chối đi lính trong Thế chiến thứ nhất, bị vu làm gián điệp cho Đức tháng 9 năm 1914, và cũng là người đã giúp đỡ Phan Châu Trinh trở về Việt Nam. Theo đánh giá của mật thám Pháp, chí sĩ Phan Châu Trinh và Nguyễn Ái Quốc là hai nhân vật có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất với những người Đông Dương yêu nước tại Pháp lúc bấy giờ. Bản thân Phan Châu Trinh những năm tháng này cũng đã nhận thấy ở người thanh niên Nguyễn Ái Quốc một khả năng lớn có thể gánh vác sứ mệnh giải phóng dân tộc. Giữa hai con người cách mạng này đã có những mối liên hệ mật thiết về tình cảm và sự nghiệp chính trị. Tháng 6 năm 1925, sau nhiều lần đấu tranh để được trở về tổ quốc, Phan Châu Trinh đã lên tàu về Sài Gòn. Trong cái bức thư mà gửi cho Hồ Chủ tịch lúc đó, thì cụ nói là mình bao nhiêu năm ở bên đất nước này cũng ra sức để mà nhưng mà đâu có được cái gì đâu. Thì bây giờ phải về trong nước mà kêu gọi nhân dân đồng bào đã chuyển giao lại, mà nhất là chuyển giao cái lòng tin ở cái người mà sẽ kế tục sự nghiệp của mình ấy. Lúc hấp hối mà còn nói thầm với ông Huỳnh Thúc Kháng ấy, mà bà mẹ tôi đứng bên cạnh ấy, nghe được, thì nói là độc lập dân tộc sau này sở cậy có Nguyễn Ái Quốc. Ngày 24 tháng 3 năm 1926, Phan Châu Trinh đột ngột qua đời vì bệnh lao.
một ủy ban tổ chức lễ quốc táng đã được thành lập ngay trong đêm đó. Đám tang Phan Châu Trinh đã trở thành một sự kiện lịch sử chưa từng có trong đời sống chính trị của nhân dân Ba Kỳ lúc bấy giờ. Tại Sài Gòn, bất chấp sự đe dọa khủng bố của thực dân Pháp, khoảng 60.000 người không phân biệt khuynh hướng chính trị, đảng phái, tôn giáo đã cùng tiễn đưa Phan Châu Trinh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lời đạt đám tang có đoạn: nếu cụ Phan Châu Trinh mà không được hưởng cái lễ long trọng này thì những người như cụ sống đây ai còn thiết gì đến chúng ta nữa. Dân tộc nào mà không biết tôn kính người ái quốc là dân tộc ấy không có lòng ái quốc. Trong báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã viết: năm 1926 có một sự thức tỉnh toàn quốc tiếp theo cái chết của một nhà quốc gia chủ nghĩa lão thành Phan Châu Trinh. Khắp trong nước đều tổ chức lễ truy điệu. Trong lịch sử, người An Nam chưa hề được chứng kiến một việc to lớn như vậy bao giờ. Khi cụ mất đi, khi cụ mất ở Sài Gòn, nhưng ở Hà Nội, nho sĩ Hà Nội, danh sĩ Hà Nội, nhân dân Hà Nội đã tập trung ở đền Hai Bà Trưng. Không làm nơi khác mà làm ngay đến Hai Bà Trưng, làm cái nơi thờ hai vị nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc. Lấy cái nơi đó làm một cái địa điểm để mà truy điệu cụ Phan Châu Trinh. Hôm ấy trời mưa như chút nước, nhưng mọi người dân Hà Nội đến dự cái lễ truy điệu vẫn trật tự, vẫn im phăng phắc khi mà nghe những diễn giả đó lên nói về thân thế sự nghiệp Phan Châu Trinh. Lúc bây giờ đám tang ở tại Hà Nội rất lớn và có nhiều câu đối liễn tỏ sự tiếc thương, tỏ sự trân trọng đối với tinh thần vì nước của cụ Phan Châu Trinh, trong một cái tinh thần chung là truy điệu Tây Hồ Nhập, quán tỉnh quốc dân hồ. Làm lễ ngày làm lễ truy điệu cụ cách Tây Hồ cũng là nhằm qua đó để kích thích cái tinh thần yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc của quốc dân Việt Nam. Khu mộ và nơi tưởng niệm nhà yêu nước Phan Châu Trinh ngày nay nằm tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Gần 100 năm đã trôi qua, nhưng tinh thần và khát vọng canh tân đất nước của cụ vẫn là một bài học lớn cho hậu thế. Tây Hồ Phan Châu Trinh là một trong những chiến sĩ dân chủ dân quyền đầu tiên của nước Việt Nam. Nói như hội đồng trị sự đám tang cùng ngày trước, cụ Phan Châu Trinh là người đã bước thứ nhất lên con đường cải cách chính trị của quốc dân ta. Trong vòng 20 năm, cụ đã bỏ nhà cửa vợ con, bị đày bị tù để cầu cho dân ta được mau tiến hóa. Công nghiệp ấy lớn biết là nhường nào, nhất là trong nước suy kém, trò đời đảo điên, mà được một người có nhân cách cao thượng, khí tiết hào hùng như cụ thì thật là vẻ vang cho dân tộc ta lắm. Suốt một đời luôn đau đáu khát vọng duy tân, Phan Châu Trinh đã hoạt động không ngừng nghỉ, cống hiến hết mình vì lý tưởng, như lời ông đã từng bày tỏ: gặp việc nghĩa, trăm thân không tiếc, làm việc gì chí quyết cho nên, lòng son dạ đá giữ bền, chẳng nề ai ghét, chẳng phiền ai thương, ra vào vạn tự nhất sanh, chết cho ngàn thuở bia danh mới lạ. Tư tưởng duy tân tuy không thành lúc đó, nhưng mà nó để lại cho bài học cho hiện nay, đó là về vấn đề khai dân trí, vấn đề chấn dân khí, vấn đề là hậu dân sinh. Thế thì cái bài học tâm dân đó rất có ý nghĩa đối với ngày nay. Vì trong khi trước đây của Phan Châu Trinh có kêu gọi một cái câu là gì: tôi chỉ có một vật rất quý tặng cho đồng bào, rằng chi bằng học, vô hữu chí trân chí quý, chỉ vật tỉnh giữ tặng cho đồng bào, viết chi bằng học. Thì bây giờ cái việc học là việc rất cần, mà trong ba cái đó thì cụ Phan Châu Trinh đưa cái là dân trí lên đầu tiên, đưa dân trí lên đầu tiên. Có khai thông dân trí thì mới đến chấn hưng dân khí, có chấn hưng dân khí thì mới mở băng dân quyền. Như vậy trong cái bài học dân chủ hiện nay thì phải làm sao kết nối được cái quyền và cái năng cho người dân thành quyền năng. Mà cái quyền là cái dân quyền là có những cái năng lực làm chủ, mà muốn có năng lực làm chủ thì phải có trình độ dân trí. Đầu thế kỷ 20, Phan Châu Trinh đã nhận ra rằng nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc mất nước là vì chúng ta đã thua kém phương Tây cả một thời đại văn hóa xã hội. Muốn cứu nước, phải khắc phục chính cái khoảng cách về thời đại đó, phải tự thay đổi dân tộc mình, đưa dân tộc mình vượt lên hẳn một thời đại mới. Để từ đó, trong cuộc đối đầu đọ sức với họ, giữa ta với họ là những đối thủ bình đẳng, ngang bằng nhau về thời đại.
nhà văn Nguyên Ngọc cho rằng đó là một nhiệm vụ, một món nợ mà lịch sử còn để lại cho chúng ta hôm nay. Nhiệm vụ xây dựng một xã hội dân chủ trên cơ sở một dân trí được nâng cao. Tây Hồ Phan Châu Trinh đã sống một cuộc đời mà như người ta vẫn thường nói: thác là thể phách, còn là tinh anh. Tinh anh của Phan Châu Trinh sẽ còn sống mãi với xứ Quảng Nam, với non sông đất nước Việt Nam. Thank you.